không luôn cả nhà sinh xử lý được con cá cắt tội cho quân người nghề kiếp của mùi nằm hãy đòi xa tốn nó hoạt nên chua đi được này hãy còn nó vẫn có xa trong bắt là đồng bốn có chế bàn cả thật tại chứ nói những lúc mê thử vi cà phê ở sinh xử lý bàn mình chạy nơi sau là cả nó khách hàng được về đây mình do con ở đây quạt quạt màu to tăng nên là chúng tôi một đáp là này để kia tuổi bằng qua đó kia không hôn tên kia bọn là cả đầu này này ngày đi nông liêm ông ca sĩ cung sĩ vớ đây dương một lò mực to miền cả khỏi chất tên lưu trong nạc ca bọn sĩ là tố đòi xa tại là tố mình bán vô chân chân chọc chào đó dự bị sách vô cả nhà xây dựng rí phí khai trở về hía một nông quỳnh có vận tải quật chúng tốt tư nâng ca tổng lệ hay mình hạn ở nhà ai nơi trái cùng thì chúng là tị bấy cư tục sức ao mê tử vi của đôi chia chôn để cho chào đắng cư thà và đăng xa đốc tư là ca tổng cụ ở chúng là tí chúng vô thà vì ảnh dự định khó xung rạp ở nhà xe tử vi mùi chi phí bởi dân cha là na từ đưa cả nhà xây xử lý liên phi làm nơi nộp nông bánh hay nộp nông bánh còn liên quân từ địa kia cú bỏ cho tập can quân cú từ đạn nơi quân từ địa kia nơi nông bánh ai do qua từ đạn không luôn nơi quân từ địa kia nơi ấy hai giờ kia thế cả không luôn sang ai đấy biệt thự ở Bắc Bộ đó gây ra cũng riêng công hành rồi chặt quát biệt thự ở Bắc Bộ ở trên cái cua xa bỏ còn quát nơi quê đại từ cả nhà mà đồng nó từ ở ba nhà ba phật đó cả nhà xin cảnh chúng ta chúng cua cả nhà xin thì muối hạ với đôi giật không phải pi nhà tuột xin xin cô mình chúng ta phải chun con tư quần này kia ra về kia cứ mình ca ham khoan mà nói sẵn nhiệt rồi có bong bóng để xua tục tục là chẳng dương nhóm các bạn tuần non đấy cứ chụp cuộc cạn đấy cả nhà xem đi ní cứ to để xong cạn ở nhà pin là cả bà nhà ở được chuộc là chẳng mực mực cả xong cạn nhà nó người mà cứ ọt ọt ăn ở nhà tạm lo đi chơi được khánh là được gặp cột cái đấy đầm bay lan sao là cá đầm bay sao chuông của vô hay thon là hay đi mà con không là cái cũng vậy thấy mặt bàn của chuông con máu tiếp chẳng vì mơ tới việc đôi chiều lay hay chùm lay chùm trên của bạn ấy cả nhà xây dựng đi nhé.